Đây là hàng khuyến mãi, hai sản bộ sản phẩm này là khuyến mãi. Nay mình mua hai chai sữa tắm cho cháu. Hai chai sữa tắm và gọi cho Baby. Một chai sữa tắm tẩy tế bào chết của người lớn, cũng của thương hiệu GH luôn. Thương hiệu GH. Đây là sữa tắm tẩy tế bào chết. Mua 3 chai như thế này, giá trị là 800 ngàn. Được khuyến mãi một kem đánh răng Lister, và được khuyến mãi một chai sữa tắm mini. Vừa mua hàng trực tiếp, không sợ hàng giả, hàng nhái, được giảm 10%, còn được khuyến mãi nữa. Tại sao mình lại không mua? Mua hàng còn có hóa đơn nữa nè. Hóa đơn ghi rất rõ ràng giá nhà phân phối và giá khuyến nghị. Khi mình mua trực tiếp như thế này, mình sẽ được thanh toán theo giá nhà phân phối. Đây, đơn hàng của mình là 818.000 và được khuyến mãi một bộ quà tặng đấy. Tại sao mình lại không mua? Bạn nào muốn mở thẻ khách hàng giá 0 đồng thì alo mình nhé.